xin chào các bạn, mình là Thành Đấm. Thì hôm nay là tuần thứ 5 mình siết rồi. Thì còn 3 tuần nữa, 3 tuần rưỡi nữa thì bắt đầu mình sẽ thi giải. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục update cơ thể và buổi tập cho mọi người cùng xem nhá và theo dõi. Ok, theo mình nhá. Ok, buổi hôm nay của mình sẽ có ngực và tay sau nhá. Thì thường mình sẽ, mọi người sẽ thấy mình tập ngực với phần vai nữa. Thì vai mình sẽ chia vào buổi chiều của mình. Thì sáng nay của mình sẽ chỉ có ngực và phần tay sau thôi. Bắt đầu thì mình sẽ phải khởi động trước tiên á, khởi động khớp bả vai, khởi động khớp khỉu đó. Bài này mình sẽ xếp những cái bài nặng ở những cái bài đầu, bởi vì sức lúc này thì sẽ nhiều và có thể tập được nặng. Thì đây, nhưng mà những cái bài này vẫn có thể tính là những cái bài còm vào, và những cái bài sau thì tính là những cái bài isolate và rep cao. Thì mức rep ở đây mình sử dụng nó cũng chỉ rơi vào khoảng 10 đến 8, 8 đến 10 thôi, và nhân cho 4 set. Bình thường thì mọi người hay đẩy ở những cái rack tự do ấy, nhưng mà mình sẽ đẩy bằng Smith. Thế là nó sẽ ổn định hơn. Và thứ hai là tránh được những cái chấn thương không cần thiết trong cái mùa thi đấu. Tránh được chấn thương thì nó sẽ rất là kiểu gì nhỉ? Tránh được chấn thương càng nhiều càng tốt đấy. Uầy, vừa bảo an toàn nhưng không hề an toàn lắm. Ghê quá à. Bài đầu tiên sẽ là incline bench press, và mình sẽ sử dụng máy Smith nhá. Đó, trước tiên anh em đi vào này, một số tip để anh em có thể mà cố định được cái phần bả vai và focus vào phần ngực nhiều nhất này. Thì cái phần bả vai đằng sau anh em sẽ giữ chặt nó lại nhá, và ưỡn ngực lên, giữ chặt cái phần bả vai đó. Ok, bây giờ mình sẽ vào với set chính của mình nhé. Set này chưa hẳn là nặng nhất, nhưng mà bắt đầu với khoảng 10 rep, mình sẽ cố gắng 10 rep. Mình sẽ có 4 set. Thì sẽ có 2 set nặng. Nếu mà sức mình cảm nhận sức mình nó cảm thấy còn khỏe được ấy, đẩy được, thì mình sẽ cố gắng 3 set. Mức rep sẽ từ 8 đến 10 nhé. 8 đến 10 thôi. Set tiếp theo mình sẽ lên 5 cân nhé, 5 cân mỗi bên. Đó, sẽ rơi vào khoảng 101. Thành công 8 rep. Em chú ý khi mà tập nặng ấy, anh em nên có người tập cùng. Để thứ nhất là để
đỡ anh em. Thứ hai là boost tinh thần cho nhau. Xem bài tiếp theo. Bài Dumbbell Incline. Mức tạ mình bình thường mình vẫn đẩy là 50. Thì bây giờ sẽ vào 50 luôn. Trong quá trình cutting của mình ấy thì mình sẽ cố gắng giữ mức tạ để nó không bị giảm quá nhiều. Khi mà giảm thì đồng nghĩa việc là bạn đã bị mất cơ. Cơ bắp nó không còn chịu đựng được thì nó sẽ bị mất. Tạ khi nào tạ bạn giảm quá ấy, hoặc là áp lực lên cơ bị giảm đi thì đồng nghĩa việc là bạn sẽ bị mất cơ dần đi. Một rep. Khi nào về cuối ấy, thì cái vấn đề mà bạn gặp phải sẽ là vấn đề mệt thứ nhất, đai stress thì dễ bị cáu gắt và nổi nóng. Nhiều anh em sẽ bị kiểu là dễ gây gổ đánh nhau ấy, thì mình có lời khuyên cho anh em là vào những cái trường hợp cuối như này này, về giai đoạn cuối này anh em cứ gọi là im lặng mà tập luôn, tránh trả lời những câu hỏi nào gây kích động. Mọi người hỏi bình thường, có những người mà họ không thi đấu nên họ không biết, họ thường hay hỏi những câu mà khiến anh em cảm thấy khó chịu, nên là anh em cứ bỏ qua, làm lơ đi. Đó là cách giải quyết của mình. Và cái việc stress thì anh em hãy tìm những cái gì để giết thời gian hoặc là giải trí trong quá trình mà anh em nghỉ ngơi ấy. Có thể chơi game chẳng hạn, hoặc đi cà phê, đọc sách. Đọc sách cũng là một cách làm mình dịu đi, là mình thư giãn. Ok, cái này sẽ cố gắng trong khoảng 8 đến 10. Tầm này sẽ không còn được như lúc đầu nữa. Lúc đầu có thể tinh thần nó sung hơn, nghỉ tí có thể vào. Thôi bây giờ mình sẽ phải nghỉ lâu hơn chút. Ok, cuối cùng mình đã hoàn thành xong. Đã được 9 rep. Ok, bài tiếp theo, bài thứ 3 của mình là cái bài bài này nhá. Bài này sẽ cho thay cho bài anh em thường hay tập, đó là bài ngực dưới này, phần ngực dưới này. Nhưng mà thực chất là nó sẽ tấn công toàn bộ phần ngực, toàn bộ cái phần cơ ngực của mình. Đó, thay vì thế thì mình thay vì đẩy bằng máy kia thì nó khá là không an toàn, nên là mình sẽ vào máy, đẩy bằng máy này. Nó sẽ focus được nhiều hơn cái điểm ngực dưới, phía dưới của mình.
Nhưng mà thực chất là nó sẽ tấn công toàn bộ phần ngực của mình thôi. Bài đẩy. Mình sẽ tập đơn giản nhất có thể. Không cầu kỳ. Những cái bài cơ bản. Thường những cái bài cơ bản thì bạn sẽ dễ nắm bắt, dễ kỹ thuật. Ok, mức tạ ở đây mình chọn sẽ chọn tầm khoảng 101 là 55 kg mỗi bên. Ok. Mình thấy là có vẻ là mức tạ này nó vẫn hơi nhẹ so với mình. Đấy, mình sẽ tăng thêm 5 cân nữa là mỗi bên 60 cân. Mình sẽ thêm 10 cân vào nhá. Ok, bài tiếp theo mình sẽ kết thúc cái buổi ngực và để chuyển sang phần tay sau, thì đó chính là cái bài ép ngực vào máy. Mọi người có thể ép với cáp hoặc là ép với máy. Thường thì ép với máy sẽ cô lập hơn, cái phần lưng của mình sẽ được cô lập lại hơn. Còn nếu mà ép với cáp ấy thì mọi người sẽ phải khóa phần thân trên, cô lập nó, hoặc là mọi người có thể set up bằng ghế tựa. Cáp nó có cái ưu điểm, đó chính là cái đường đi, cái đường chuyển động của nó rất là linh hoạt và rất là tiện lợi cho những người mà tập lâu năm rồi, thì họ có thể điều chỉnh được cái form hoặc là cái hướng đi ấy. Nó rất là dễ dàng, tập được đa dạng bài. Nhưng mà đồng nghĩa việc đấy thì nó lại là cái nhược điểm đối với những cái bạn mà mới bắt đầu tập. Thì các bạn chưa thể cố định được cái phần thân trên và phần ngực, phần bả vai của các bạn để cô lập vào phần ngực. Thì mình khuyên các bạn nên vào máy, nó sẽ tốt hơn. Bài cuối cùng của mình sẽ là bài backfly. Thì bài này vẫn sẽ 4 hiệp. Nhưng mà cố gắng là từ 12 đến 15 rep. Ok, bây giờ mình sẽ vào nốt hiệp cuối nhá và chuyển sang tay sau, tay kép. Ok, mình đã kết thúc xong phần ngực. Đó, tổng hợp chỉ có 4 bài thôi. Đó là tấn công tối đa phần ngực của mình. Và tiếp theo sẽ tricep. Tiếp theo mình sẽ tập đó là bài Capoeira 3 Put Down. Ở cái bài này thì mình có một số tip cho anh em là bình thường anh em hay quay mặt về hướng cap này đúng không? Nên mình sẽ lựa chọn cách là tựa lưng vào đây. Thanh trụ để cô lập cái phần vai.
khi mà những cái rep cuối anh em hay bị sử dụng vai vào để ấn xuống. Nó là một trong những cái lực quán tính của cơ thể mình ấy. Khi mà về cuối anh em muốn cố gắng hết sức, giống như kiểu chết đuối vớ phải cọc ấy. Thì thế này anh em sẽ tựa lưng đây nhá, tựa lưng mà chân mở về trước này. Và cái phần cùi chỏ của anh em sẽ hơi chếch về trước một chút này, không kéo ngang bằng vai. Đó, khi mà anh em kéo ngang bằng vai như thế thì khi mà kéo lên thì đưa cáp đi lên thì nó hay bị hại cùi chỏ. Nãy được khoảng 13 rep à? Giờ sẽ cố được khoảng 12 rep là đẹp à? Ok, bài cuối của mình sẽ là bài Cable Rope Put Down. Thì bài này mình sẽ không sử dụng cái dây nắm thông thường nữa. Thì mình sẽ sử dụng cái dây mà nó có điểm vòng này, để xỏ tay đây này. Điểm tì đây rất là dễ dàng. Thì mọi người có thể tìm kiếm nó trên những cái ứng dụng mua sắm thông thường cũng có. Dùng rất là tiện, tập những cái bài mà về tay này, vai này, lưng này, rất là tiện luôn. Ok. Cáp bên này khá là nhẹ, chuyển cáp. Nó sẽ có hai kiểu máy ấy. Mình cảm nhận là cái dàn này thì nó sẽ lực nó sẽ đều hơn, kể cả lúc lên mà lúc xuống thế, lực nó sẽ không bị giảm hay như thế nào. Như cái cáp này ấy, mình vừa tập xong ấy. Nhưng mà lên nó cảm giác nó rất là nhẹ. Nó chỉ cảm nhận được phần lực duỗi thôi. Tức là mình thấy áp lực lên cơ nó cũng không nhiều lắm. Mình sẽ chuyển sang bên này. Hoàn thành hiệp cuối, set cuối. Camera lỗi là nghĩa là tập mức 25 nhưng mà lắp nhầm là 32 vẫn cố được 10 rep. Ok, thôi kết thúc thì thôi, mình vừa kết thúc xong buổi ngực và tay sau thì bây giờ sẽ đến gọi là check body xem như thế nào, xem có kịp thời gian để đi thi không hay là vác xác thân lợn lên thi.
Cái buổi ngực và tay sau của mình thì còn 3 tuần rưỡi nữa thì mình sẽ bắt đầu lên sàn và mình sẽ liên tục cập nhật cho anh em ở trên kênh YouTube của Wayshop Channel. Anh em hãy ấn like và subscribe để theo dõi hành trình của mình nhé. Ok, cảm ơn anh em.